nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam và Thái Lan. Tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam-Thái Lan, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Thái Lan tổ chức. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh các quốc gia trong cộng đồng kinh tế ASEAN đang đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết, do đó hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, tiếp tục khuyến khích thu hút doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh sang thị trường Thái Lan, góp phần cân bằng cán cân thương mại. Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Winichai Chamchiang đánh giá cao vai trò của Bộ Công Thương Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, và cho rằng Việt Nam là bạn hàng lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN và Thái Lan là bạn hàng thương mại lớn thứ nhất của Việt Nam. Việc hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ phát triển mạnh mẽ và đạt mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020. Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phát triển Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Ngân hàng Cassicon. Theo đó, hai bên thống nhất thực hiện các chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan trong hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại song phương.